cả nhà ơi, giờ mình ăn trưa nha. Cà pháo. À, cà pháo gì xào hả? Cà pháo xào. À, mới mua ngày hôm qua. Mua rất là tươi luôn. Còn này là đồ chay. Đồ chiên. Đó, này là đang ăn chay nha các bạn, không phải là đang mặn nha. Trên không có thịt cá gì hết. Này rau lang luộc. Đó. Ok. Đây. Ăn với chao. Chao. Đó. Rồi, đậu phộng gì đây? Này là cái gì đây? Đậu phộng rang tỏi, ớt. Đây đậu phộng rang tỏi ớt có đường đúng không? Có đường không? Tỏi ớt đường. Đó thì nó sẽ dính dính nè. Rồi, ok, đây. Chấm nước tương là chấm nước tương cho cháu rửa thấy xe vàng thôi nha thì đó thì có ai á y vậy luôn mà vàng luôn nó chỗ ban tám luôn cũng này cũng thấy luôn á còn cũng gì quay rồi đâu thấy khác hồn chứ cái dưới còn bán không chị của nhỏ gì mà lúc trước nhà đâu mới vừa nó tay chào mừng nữa chào nó tay rồi bỏ vô hả mới vừa là càng nó tao thằng khách xe hết rồi chạy ngang này hoài rồi sáng vô vô chuyện hay chạy nhà nữa bơ đâm nhiều quên mất tiêu rồi nó vậy là cũng thắng luôn giữa thắng nó sao nó đang thắng bằng tám rồi con với bà ngoại ngoại mình hả biết rồi nó không gần nhà của em xui của em chắc mẹ biết rồi mẹ nói rồi tao chứ chắc biết rồi chứ gì gù nào cái xui của ông gù không xui hai của ông gù gù nào cũng chào không gù hả chào ngon ngon cũng béo với lại cái cay cay đủ làm rủi ra tới cái đâu ờ chứ con hai hả ừ. Con cũng chun nữa hả chun vô trong nữa em chun hả vô cái tầm chút nữa hả mà con không biết người đó không chúng ta mới anh em chun thiếu gì không kịp đó ừ trong đó ăn một tô luôn cả nhà ăn xong rồi ngồi nói chuyện dâu của bà dĩ Dương Tàu không lẽ nhỏ đó hả chịu rồi đó giờ có hán nhỏ đó bạn gì phải không chi vậy mà không phải không trong đó nữa trong đó luôn trong đó còn hả sao lên ngon phải không rồi ngon mua hết thì có mua cái anh này như cẩm nhà ông trồng ở sao à cái vợ mẹ ngủ đó tao buồn ngủ quá cái anh như gặp đi ra mà cũng sách hai ba bịch cái đó ông bán chắc nhanh lắm á tại mấy người tập yoga ra cho người mua nước bệnh mua nha đúng rồi tao muốn ăn gì tao mua tao làm cho ăn mà nó nhiều lắm không chứ nhiều không nhiều này phải nói ráng làm ăn từng cho hết ăn ngon ráng vậy chứ cà để hai bữa già thì ừ, phải làm. Rồi, biết mẹ bây giờ bị sao mà không có gì hết. Còn ra bầu chiều phải làm nữa. Bây giờ bữa tao đi với mày mua qua tới ăn cái này còn hết rồi đổ bắp nữa. Nhưng mà mua mấy này là cái là chất lượng nè. Ủa chất lượng gì? Đó là chất lượng không? Chất lượng. Mày ăn mày biết nè, ăn mày nghe cái mùi mày biết nè. Không tốt hay không? Nghe thì ăn mày biết. Cháo à nè yeah. Đậu đỏ gạo lứt kem kem đỏ còn lứt nó quên rồi bữa giờ nó quên rồi chiều nay nhỉ ăn rồi coi nè còn có cây à có cây hả rồi nhìn quán ăn hả bữa thấy một bịch mà tao ăn
Trời ơi. Tao cứ làm la nãy em đặt thêm ăn kem nữa. Ngày qua nó xuống nhà ăn bánh. Bánh xay với em đem. Chắc nhiều đang có quên đâu có nhớ đâu. Dự chỉ cái ngày qua thích ba đứa ăn bánh em ơi. Bánh gì? Bánh tay em giỏi với em đây. Vui không? Ở nhà ăn mới vui nha. Nói chuyện rồi. Có một bên khoái lắm. Quay, quay còn nó tự hồi khoái. Dễ duyên dễ đỡ. Làm tiểu là cái sao mình sợ làm rồi đó. Gặp mấy thầy cô ở rồi đó đó. Này đâu đó luôn hả? Ở đó trên đâu? Dạy tiếng Anh á. Ở đó mà. Mấy gì cũng ở trong đó luôn hả? Ở cái đàn đó luôn hả? Đây là chung cư. Cái bánh ngoài ở đó thôi chứ bây giờ ở đâu? Ừ. Ngoài mà. Ở nước ngoài mà đi đi làm mấy nước khác cũng cực ha. Đều ở đều cho tỉnh ở đều ở luôn. Cái Việt Nam không có là nước ngoài vô đây. Nhà nước ngoài vô đây nó dạy không? Trăm tiền hơn không? Là chấp nhận. Mấy kiểu nước ngoài vô đây dạy nó trăm tiền. Nước ngoài nó chơi ghế rồi, nó về ngoài em chứ. Năm mà như bên đó thất nghiệp cũng dữ lắm á. Thất nghiệp lắm, nó đi, nó đi, ở gì, ở gỡ tương chết nó đi chị. Nhiều như mày á. Là mấy người đó cũng một kiện giống y mày vậy. Tao bảo đảm. Dạ. Ừ. Nó nhớ hoài vô đây nó dạy được. Nó dạy cũng như là bằng cấp thì cũng có mà. Tiến sĩ, thạc sĩ gì đó không mà. Như đây tao dạy. Như đây tao cũng cần người nước ngoài dạy dân á. Ừ. Nói chung ý là tiếng Anh, tiếng Anh vậy thì mình hết rồi. Hơi người chuộng á. Bắt đầu mấy người đó vô dạy. Chuộng mà cũng như người chuộng phải người nước ngoài dạy nó mới hết. Đúng nhiên. Chủ này cho nên là bắt đầu như vậy là mắc lên á, không biết cũng mắc mà giả nữa cũng mắc rồi lên kêu hồi đó cũng thất nghiệp cũng nhiều lắm. Nhưng mà tính ra mấy người đó vô đây ở thì sướng. Nhưng mà chắc cũng tiết kiệm rồi. Có thể là như là cái trung tâm á, rẻ. Cái trung tâm, cái đường á. Chứ chắc là anh cho ở luôn á. Anh yên làm bao trả tiền ở luôn á. Chắc rẻ. Mua ở chứ rồi. Để ở sắp quên. Người muốn giống như. Người chắc là chở luôn á. Cũng như là anh cho người ta bán hợp đồng. Đúng không? Cuối tháng gì mà cái mày mày nói liền lại rồi. Cái không cần nói. Nó giờ dự sao mày chưa muốn nghĩ là tại vì chưa nói đó xong. Mày nói chuyện không em cũng nghĩ là. Mày cứ vậy không danh. Bà có chuyện ví dụ. Mày nghĩ đâu ra. Không được tao nói vậy. Bữa rồi đâu lại. Làm cái qua cái nữa rồi. Mày nói cho tiền hả? Làm có tiền hả? Có, không có gì mà nghĩ đổi chuyện khác. Nếu mà không làm mình mà mình giờ hỏi mình chỉ nghĩ nữa chừng. Giờ tới mình nào xin việc làm đó. Nếu chuyển là chuyển ngang á. Chuyển ngang rồi. Cái này vậy mà con vẫn hợp đồng vẫn y vậy mà chuyển chỗ làm. Chuyển chỗ làm thôi là cũng thằng cao là cũng y trong đó thôi. Tại đó là chung mà. Một ông quản lý nè. Hồi sáng mình đang suy nghĩ rồi, ông nói vậy hả sao? Có điện nè, đèn sáng lên đâu mà ổng chứ mày nghĩ mày điện ổng là ổng bị mày ổng điện dạ.
Ngồi mày nghỉ rồi nên nó ăn nghỉ. Nó mấy cái ngựa đó đó. Mấy đứa làm chung à? Mấy đó là dạng y như tổ trưởng rồi đó. Nếu mày ấy người đầu rồi hỏi thôi chuyện này có ai ăn tiền nữa. Chắc có, tụi mừng á. Sao mà nghĩ là có nhiều đứa mừng lắm. Sáng đi hắn cười chúng chiếm là biết. Sao? Mày nghĩ gì à? Mày nghĩ ai nó cười chúng chiếm à? Sao? Đã, mẹ quá. Mày ăn kem lót đậu gì vậy? Em nói gì em chưa ra làm. Chưa ra làm không? Chưa, nó ở chiều nó dựng lại. À biết, tại bữa có cái ông kêu em làm bên đó luôn. Em làm bên giặt đồ á. Em nói hồi đó ông có làm ở ngoài Hữu Dụng nè, làm bộ phận của con á. Xong mà nó mới đổi bên đó. Xong lên đi bên này. Lừa tháng bao nhiêu? Nghĩ biết rồi, nghĩ có gì thôi. Không, tôi luôn á, ở tỉnh rồi. Cái này được chủ yếu là lễ Tết nó cho tiền nhiều thôi. Nó giống như của mình nước, không có nghĩa. Mà ai biết tổng chứ, mà thấy nói chung là như lương thấp hơn so với những cái khác. Nhưng mà được cái là lễ Tết á, có nhiều. Đi chơi rồi ông nắm cho đi hai lần rồi biết sao. Bắt chìm cái đi. Nhắm.